Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày 7 tây tháng 9 năm 2021 Là ngày thứ ba tại uh, Hoa Kỳ Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư rồi Có nghĩa là ngày 8 tây tháng 9 Và man, oh man, các bạn thấy được là hôm nay Là một ngày đầy sôi động ở trên thị trường crypto Chúng ta thấy là hôm nay đó là một cái ngày rất là quan trọng trong lịch sử Đó chính là đây là cái ngày đầu tiên của quốc gia đầu tiên chấp nhận Bitcoin là tiền tệ chính thức Nhưng mà Bitcoin đã đâm mạnh trong chỉ vài phút Có phải đây là cái sự ngẫu nhiên hay là không? Khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của Bitcoin đây thì nhiều bạn có thể đã biết Là khi chúng ta nhìn vào biểu đồ này Đây là cái biểu đồ ở trên sàn Coinbase mỗi một ngọn nến là chỉ có 5 phút mà thôi Thì chúng ta thấy được là chúng ta có những ngọn nến đỏ rất là dài Và một ngọn nến chỉ là 5 phút mà thôi Thì các bạn thấy chúng ta có là một 2, 3, 4, 5, 6 6 ngọn nến liên tục có nghĩa là trong vòng 30 phút thôi giá Bitcoin đã đi Từ cái mức là 50.000 đô xuống tới cái mức thấp là 42.831 Và chúng ta có một ngọn nến đỏ rất là dài Trong vòng 5 phút thôi giá Bitcoin đã đi từ 47.800 xuống tới mức thấp chỉ còn có 42.700 mà thôi và chúng ta nếu tính cái mức cao của ngày hôm qua đó thì từ tối hôm qua tới bây giờ các bạn thấy được là giá của Bitcoin đã đi từ cái mức là 50 2.800 xuống chỉ còn có là 42.800 có nghĩa là đã đi xuống tổng cộng là 10.000 đô đây là một cái sự đi xuống giá rất là mạnh thì chuyện đang xảy ra chúng ta sẽ nói tới một lát nữa một trong điều các bạn cần nên hiểu đây đó là thuận không nghĩ đây là một cái chuyện ngẫu nhiên hay là đây là một cái sự xuống giá bình thường tại vì sao tại vì các bạn thì được là cái mức độ xuống giá quá nhanh và có cái lực bán rất là mạnh và xảy ra trong thời gian rất ngắn mà thôi. Sau đó thì giá đã đẩy ngược trở lên các bạn được là sau khi mà trong thời gian ngắn đó giá đẩy xuống chỉ còn có 42.800 thì đã đẩy ngược trở lên bây giờ là 47.100. Khi mà chúng ta nhìn biểu đồ này đó thông qua cái ngọn nến giờ thì mỗi ngọn nến là một giờ các bạn thì được là cái ngọn nến giờ này đó có cái mức cao là 48.160 và mức thấp đó là 42.800 thì các bạn sẽ được là cái chân của cái ngọn nến này rất là dài nhưng mà cái hình thì không có là bao nhiêu có nghĩa là đẩy xuống nhanh rồi đẩy ngược trở lên rất là nhanh bây giờ thì chúng ta xoay quanh cái mức là 47.000 đô thì nếu như mà chúng ta thấy được là mọi người đã không còn hứng thú với Bitcoin nữa thì cũng giống như là mùa đông chúng ta sẽ thấy được là từ từ cái số lượng người bán nó sẽ nhiều hơn là số lượng người mua và từ từ giá đi xuống các bạn thấy được là tình hình bây giờ đã không phải như vậy Mà đột ngột là chúng ta thấy được là trong vòng mấy ngày qua, mấy tuần qua Thì cái sự bullish trên thị trường nó rất là mạnh Giá cả cứ tăng, giá cả cứ tăng Và đột ngột lại có một cái cú đâm như vậy Thì đừng không nghĩ đây là một cái chuyện ngẫu nhiên Nhưng mà lý do tại sao Thường sẽ chia sẻ những gì mà Thường biết Tại vì bây giờ đó chúng ta nhìn chung thị trường đó thì rất là nhiều màu đỏ, các bạn thấy được nhiều đồng rất là đỏ ngày hôm nay và chúng ta cũng có một số cái màu xanh ngày hôm nay như là Solana và đồng Nia nhưng mà phần lớn tinh thần chung thị trường là một ngày rất là đỏ như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. Thì chúng ta thấy được là hôm nay là cái ngày El Salvador chính thức công nhận Bitcoin là tiền hợp pháp. Thì đương nhiên có rất là nhiều những cái đơn vị quyền lực trên thế giới này không thích điều này Và họ cũng đã không có che đẩy điều đó các bạn thì được là có rất nhiều những bài viết, những lời phát biểu, những lời chỉ trích, những lời khuyên đến từ nhiều đơn vị. Trong đó chúng ta có những đơn vị đại biểu như là chúng ta nhìn vào IMF đi. Đây chính là quỹ tiền tệ quốc tế. Các bạn cũng đã nhớ là thường là một bài liên quan tới IMF không muốn El Salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp Chúng ta có World Bank hay hiểu đơn giản đây là ngân hàng quốc tế Chúng ta có chính phủ của Hoa Kỳ Chúng ta có chính phủ và ngân hàng trung ương của châu Âu Và những đơn vị khác ở trong nước của El Salvador mà không chấp nhận cái việc là Bitcoin trở thành tiền hợp pháp của El Salvador Đương nhiên lúc mà bỏ phiếu đó thì đã bỏ phiếu thành công Phần lớn chấp nhận nhưng mà vẫn còn một số những cái đơn vị không chấp nhận thì chúng ta thấy được là có phải là ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên Bitcoin trở thành tiền tệ hợp pháp của Salvador cho nên có một thế lực nào đó đứng sau lưng để mà cố tình đẩy giá Bitcoin xuống hay là không thì đương nhiên đây là cái thuyết âm mưu Thuận cũng không có muốn nói nhiều về thuyết âm mưu nhưng mà đây là một trong những điều mà cũng được nói tới rất là nhiều ở trên Twitter và những mạng sau ngày hôm nay các bạn nghĩ sao thì các bạn comment ở bên dưới nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là dự án GameFi có tên là BernieCoin BernieCoin là nền tảng GameFi đa nhiệm được xây dựng ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain và BernieCoin nó có bốn sản phẩm chính bao gồm là sàn AMM các game Bernycoin, NFT Yield Farming và NFT Marketplace. thì theo thông tin mới nhất đó, thì Bernycoin hiện đang đứng thứ tư trong danh sách những cái dự án active trên mạng lưới của BCS trong chương trình Build All Reward Program của Binance Smart Chain thì Bernicon được các quỹ lớn đầu tư như là Signum Capital, Cabin Network và Crypto Group. Sản phẩm chú ý của Bernicon mới ra mắt là ngày 31 tháng 8 năm 2021 đó là một cái game nhập vai kiểu thả bài. 3 ngày sau khi ra mắt đó, thì đã có cái doanh số gần 3 triệu Bernie token. Hiện tại đó thì cái số lượng token lock lại của Bernicon ở trên Dex là khoảng 34 triệu một con số khá tốt cho một sàn đắt chỉ mới mở có hai tháng mà thôi thì sàn Bitcoin được sử dụng hai loại pool loại đầu tiên đó là pool cho con sử dụng cây thuật toán của Balancer giúp tối ưu hóa việc sử dụng vốn cho người dùng pool thứ nhì đó là cái pool stablecoin sử dụng công nghệ của Kyber DMM cho cái slippage đó, thấp và tối đa hóa return khi mà các bạn swap token một trong những đặc điểm của yield farming trên sàn coin đó là được trả thưởng bằng NFT nhằm tránh việc là xả thưởng gây ảnh hưởng đến cái giá token dạng NFT này có thể được mở ra nhân vật để mà chơi trong game hoặc là stake NFT để nhận được một cái phần doanh thu từ game thì tokenomics của Bernie Coin là điểm sáng kiến game cân bằng và mang lại cái khoản thu thụ động lâu dài cho những người mà tham gia vào chơi hay là đầu tư thì các bạn muốn tìm hiểu thêm về Bernie Coin thường sẽ để cái link cộng đồng Bernie Coin Việt Nam bên dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm Hôm nay đó, sau khi mà giá Bitcoin đi xuống thì các bạn được là những bài viết trên những trang lớn như là CNBC đó thì hiện bây giờ cho đến thời điểm này đó chúng ta thấy được là cái bài viết mà chiếm vị trí đẹp nhất ở trên trang web CNBC đó chính là bài viết liên quan tới Bitcoin và cái tuổi đề là Bitcoin rớt 10% khi mà nước El Salvador chấp nhận là tiền hợp pháp thì đương nhiên các bạn được là những cái bài viết này đó ít nhiều gì cũng cho một số người có sự suy nghĩ là làm sao mà một quốc gia có thể chấp nhận Bitcoin là tiền hợp pháp trong khi mà dao động 10% trong vòng chỉ có một ngày mà thôi thì cái bạn thấy được là đây là những cái bài viết cũng như là những cái hành động có thể dẫn đến là cái việc là muốn chứng minh là cái sự lựa chọn của Salvador đã sai rồi nhưng mà không có phải là như vậy chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin kế tiếp mà thường nghĩ là sẽ thú vị hơn thì đó là cái thứ âm mưu chúng ta bỏ qua một bên đi bây giờ thường muốn trở lại để mà chia sẻ thêm một số những tài liệu khác với các bạn nhưng mà tại vì sao mà những quốc gia này đó họ lại liên tục lên tiếng để mà cản trở salvador tại vì các bạn thì được là salvador chỉ là một quốc gia nhỏ mà thôi giống như nhiều bạn nói thì tại vì sao mà những cái đơn vị lớn như là imf hay là chính phủ nước này nước kia lại muốn xí dự chuyện ở salvador chấp nhận bitcoin là tiền hợp pháp thì có một điều mà có thể là nhiều bạn thường hay quên đó chính là nước El Salvador là một quốc gia mà không có tiền hợp pháp có nghĩa là hiện bây giờ nước El Salvador sử dụng đồng đô la là tiền hợp pháp của nước này và khi mà có Bitcoin đó thì Bitcoin sẽ là một, một sự lựa chọn khác tại vì sao mà họ lựa chọn Bitcoin mà không phải là stablecoin tại vì có bạn hỏi thuận là nếu như quốc gia El Salvador lựa chọn đồng stablecoin thì có phải là ổn định hơn hay là không cái vấn đề đây đó là stablecoin nước sau lưng là gì đó chính là đồng đô la cái mà nước El Salvador muốn là họ không muốn sự ảnh hưởng quá lớn đến từ đồng đô la nữa cho nên họ mới lựa chọn một cái loại tiền khác mà không ai quản lý được thì tuy là chính phủ El Salvador không quản lý được Bitcoin nhưng mà ít ra cũng không ai quản lý được Bitcoin nhưng mà ngược lại đồng đô la thì chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn có thể quản lý đây là cái sự khác biệt rất là lớn và khi mà chúng ta nói này sao về đầu tư là một quốc gia nhỏ nhưng mà các bạn thấy được là đây chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi chúng ta hôm nay lại nghe nói tới Republic of Panama có nghĩa là Cộng hòa Panama thì uh, bây giờ đó có một cái dự luật đang được uh, đề xuất bởi một cái uh, nghị sĩ tên là Gabriel Silva thì dự luật này đó không giống như là ở El Salvador là công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp mà dự luật này đó chủ yếu là muốn Cộng hòa Panama công nhận Bitcoin và tiền điện tử đó là một trong những cái phương thức thanh toán hợp pháp ở Republic of Panama và không chỉ riêng là Bitcoin mà họ muốn có những đồng khác như là Ethereum vân vân cùng với lại Bitcoin trở thành cái công cụ thanh toán hợp pháp ở cái Republic of Panama này thì các bạn thường là chúng ta thấy là cái vấn đề của El Salvador đó không phải là duy nhất quốc gia duy nhất mà muốn chấp nhận Bitcoin mà chúng ta thấy được là đó đã là một cái tiêu lửa đầu tiên khiến cho nhiều quốc gia khác có thể đi theo cho nên đó là lý do tại sao mà những cái đơn vị lớn như là IMF họ rất là quan tâm tại vì họ biết sẽ không có ngưng ở El Salvador mà có thể là kéo theo nhiều quốc gia khác Nhất là khi mà El Salvador đã chứng minh được là Bitcoin đó không những là một cái sự lựa chọn tốt lưu trữ trong cái ngân khố của quốc gia mà chấp nhận Bitcoin cũng có thể đem đến nhiều công an việc làm, thu được thuế vân vân. Đây cũng là điều mà được đề cập đến bởi Gabriel Silva của Republic of Panama nói là Bitcoin À, có thể đem đến công an việc làm có thể đem đến nhiều lợi ích cho quốc gia cho nên chấp nhận bitcoin chấp nhận crypto là một sự lựa chọn tốt cho những cái quốc gia mà họ cần công an việc làm họ cần thêm nguồn thu nhập và họ muốn cư dân có thêm một sự lựa chọn thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới thì hồi sáng này đó các bạn thường là khi mà thuận thức dậy đó thì có rất là nhiều những cái thông tin là El Salvador đã chính thức chấp nhận Bitcoin và đã dẫn đến là các bạn thấy được là bây giờ đã những cái nơi như là McDonald ở El Salvador cũng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và đương nhiên cái mà họ sử dụng đó chính là Bitcoin ở trên cái mạng lưới tầng 2 của Lightning Network có nghĩa là cái phí sẽ rất là thấp chứ không phải là họ sử dụng trong tầng 1 như là thuần với các bạn thì họ sẽ có những cái cổng thanh toán sử dụng Lightning Network cho nên rất là thấp về cái phương diện phí và rất là nhanh trở lại đó chuyện gì xảy ra thì sáng nay đó khi mà chúng ta nhìn vào tình hình đó thì stock mở cửa là màu đỏ, vàng cũng là màu đỏ ngày hôm nay, chỉ số của USD DXY đây thì đang tăng thì giá đột ngột là đi xuống thì uh, hiện tượng đó, long suy đã xảy ra tổng cộng là có 2,7 tỷ USD bị thanh lý tôi nghĩ đây mới là cái uh, lý do tại sao mà giá Bitcoin đột ngột xuống mạnh như vậy tại vì chúng ta thấy được là chúng ta có giá đi xuống hồi sáng này đã từ 52 mấy xuống còn 50 sau đó, đó lại có nhiều người bán Bitcoin khiến cho Bitcoin đi xuống thêm nữa dẫn đến rất nhiều lệnh long đã bị thanh lý Hồi sáng này là 2,7 tỷ lệnh long USD bị thanh lý ở trên những cái sàn Và cùng thời điểm đó đó là có rất là nhiều sàn Chúng ta chỉ nói riêng những sàn ở Hoa Kỳ thôi là Coinbase, Kraken, Gemini và nhiều sàn khác ở Hoa Kỳ đó là ngưng hoạt động hay là họ bị quá tải Người ta không có đăng nhập được để mà mua Bitcoin hay là làm bất cứ gì hết khiến cho là giá cả tiếp tục đi xuống nữa và thậm chí chúng ta thấy được là sàn Binance ngày hôm nay đó cũng lag khá là nhiều tại vì quá tải khi mà giá cả dao động quá đột ngột như vậy có nhiều người muốn login tại vì họ lo sợ họ muốn login vào để mà bán hay là có nhiều người họ muốn nhân cơ hội này để mà login vào để mà mua khiến cho nhiều sàn bị tắc nghẽn và điều này dẫn đến là giá cả lại tiếp tục đi xuống nữa dẫn đến cái số lượng lệnh long bị thanh lý là 2,7 tỷ USD thì cái hiện tượng chúng ta thấy ngày hôm nay đó tại sao mà giá cả đột ngột lại có một ngọn nến màu đỏ mạnh như vậy đó chính là tại vì chúng ta có nhiều lệnh long bị thanh lý thì trong cái thời gian qua đó khi mà chúng ta nhìn chung thị trường đó, thì các bạn sẽ được là cái số lượng lệnh futures đã tăng lên từ cái thời điểm là từ ngày 24 tháng 5 cho đến ngày hôm nay như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, chúng ta có một cái sự tăng trưởng cái đường màu xanh này đó chính là cái số lượng lệnh future đã tăng lên và tăng lên và tăng lên và thật ra chúng ta đã gần như là ở cái mức mà thời điểm mà giá Bitcoin là 64.000 chúng ta chỉ cách cái đỉnh đó một chút mà thôi nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là cái số lượng lệnh bị thanh lý cho nên chúng ta mới thấy là đột ngột cái đường màu xanh này đó đi xuống rất là mạnh có nghĩa là có rất là nhiều lệnh đã bị thanh lý ở trên thị trường futures, thị trường hợp đồng tương lai đó và phần lớn chúng ta cũng đã biết là cái funding rate đó, có nghĩa là cái phí qua đêm nó càng ngày nó lại càng à, trở nên positive như là trở nên là cái số dương có nghĩa là chúng ta càng ngày có thêm nhiều lĩnh non và có thể là có ai đó đã nhận ra được cái điều này cho nên dẫn đến là họ xả một số bitcoin đẩy giá xuống sau đó đẩy xuống đủ để mà khiến cho nhiều lệnh long này bị thanh lý dẫn đến giá đi xuống tiếp tục dẫn đến nhiều lệnh long khác bị thanh lý và cứ như vậy cho nên chúng ta mới dẫn đến cái hiện tượng uh, long suy như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Đây mới là lý do tại sao mà giá cả đi xuống mạnh ngày hôm nay nhưng mà ai bán và tại sao thì thật ra tới bây giờ chúng ta cũng không có biết được là lý do tại sao mà đột ngột lại có cái số lượng bitcoin bán như vậy nhưng mà sau khi mà giá đi xuống đó, thì đã có nhiều đơn vị nhảy vào để mà mua tại vì họ nghĩ là đây là cái mức giá tốt để mà thu mua thì để thường chứng minh cho bạn thấy được là chúng ta thật sự là có nhiều người chờ mua ở những cái mức thấp như là 42, 43, 44, 45 cho nên trong thời gian chỉ có vài phút thôi giá đẩy xuống còn 42.800 để được đẩy ngược trở lên thì trong đó chúng ta có một trong những người mà bây giờ là một trong những quốc gia Diamond Hand à, Đó chính là không ai khác hơn là quốc gia El Salvador Thì uh, Najib Berkeley đã thuyết ngày hôm nay khi mà giá đi xuống đó Nói là đã buy in the dip Có nghĩa là lúc mà giá xuống đó đã nhân cơ hội để mà mua thêm Để mà hoa đồ thêm tổng cộng đã mua thêm 150 đồng Bitcoin ngày hôm nay Và tổng cộng đó cho đến ngày hôm nay Thì uh, cái số lượng Bitcoin được lưu trữ À, ở quốc gia El Salvador đó là 550 Bitcoin Thì à, có thể là Nhà Berkeley nói dẫn thôi Nói là cảm ơn IMF đã cho cơ hội Để cho quốc gia El Salvador Có thể mua được giá Bitcoin với cái giá rẻ Đã tiết kiệm được rất nhiều tiền Cho quốc gia El Salvador Thì à, đây là cái tài liệu Của nhà giúp Berkeley Và không chỉ như vậy các bạn thấy được là Chúng ta thấy có một cái hiện tượng Nó chính là hồi sáng này đó Cái chỉ số Coinbase Premium Gap đã, đã lâu rồi chúng ta không nhìn tại vì lâu rồi chỉ số này cũng không có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà hồi sáng này đã khi mà giá đi xuống chúng ta đột ngột thấy cái chỉ số này lên tới 158 có nghĩa là cái giá khác biệt ở trên sàn Coinbase và sàn Binance cái giá khác biệt lên tới 158 đô thì khi mà chúng ta thấy được là cái giá khác biệt cao như vậy có nghĩa là chúng ta thấy được là cái lực mua ở trên sàn Coinbase Pro rất là cao và sàn Coinbase Pro là sàn mà nhiều người cũng đã biết là dùng để mà thu mua số lượng lớn đến từ những cái con cá voi cho nên cho chúng ta được là khi mà chúng ta thấy là cái giá khác biệt giữa Coinbase và Binance cao như vậy có nghĩa là chúng ta thấy cái lực mua đến từ Coinbase Pro thì nhiều người nói đây là dấu hiệu cho thấy được là những tổ chức đầu tư thu mua khi mà giá cả đi xuống hồi sáng này ở cái mức là khoảng chừng là 46.000 đô. Thêm vào đó nữa thì đây là tài liệu bao nhiêu Bitcoin nạp vào bầu rút ra. Chúng ta nhìn vào tài liệu đến giờ thì mỗi một cái thanh này là một giờ. Đi hướng zoom vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì trong khoảng thời gian mà giá đi xuống các bạn có thấy là Bitcoin nạp lên trên sàn nhiều hơn và nhiều hơn hay không? Không phải mà thậm chí các bạn thấy được là những cái lúc mà giá xuống đó các bạn thấy được là tình hình Là chúng ta thấy được là Bitcoin rời khỏi uh, sàn giao dịch Chứ không phải là nạp vào như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình Cho nên chúng ta thấy được là tình hình giá xuống Thì lại có nhiều người nhảy vào để mà mua Và bây giờ đó cái lực mua đã đẩy Bitcoin ngược trở về Ở mức là 46.847.000 đô Bây giờ tình hình hầu như đã ổn định lại Và chúng ta nhìn vào tài liệu uh, liên quan tới bị thanh lý đó Thì hồi sáng này các bạn thấy được là những sàn mà bị thanh lý nhiều nhất đó, chúng ta có sàn Bybit, sàn Huobi và sàn Binance Thì trong khoảng thời gian đó chúng ta thì được là tổng cộng đó, là 2,7 tỷ USD bị thanh lý trong vòng chỉ có một giờ mà thôi Và tổng cộng đã có 320.319 trader bị thanh lý thì đây là cái lý do tại sao mà giá cả đi xuống nhưng mà còn về cái việc là có phải ai đó cố tình để mà đẩy giá xuống dẫn đến hiện tượng long swing này hay không thì đương nhiên là chúng ta không có tài liệu ở thời điểm hiện tại không chỉ có thể chia sẻ với các bạn lý do tại sao mà giá xuống không phải là vì có tin tức xấu gì mà lý do đó là tại vì chúng ta thấy là có nhiều lệnh long sử dụng uh, nhiều cái phần trăm margin dẫn đến hiện tượng long sweet khi mà có người xả hàng thì bây giờ tình hình đã ổn định lại các bạn thấy được là trong thời gian 1 giờ qua chỉ có 5,5 triệu bị thanh lý, trong vòng 4 giờ qua là 32,9 triệu, trong vòng 12 giờ qua là 315 triệu. Đó là tình bây giờ. Thì bây giờ tình hình hầu như đã ổn định lại, hiện tượng long sweet đã ngưng. Thì đi những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái đợt xuống giá đột ngột này tại vì không biết là có rất là nhiều bạn quan tâm. Cái đợt xuống giá này đó có phải là các bạn bất ngờ hay là không? chúng ta cũng đã nói tới rất là nhiều lần rồi, trong dòng thời gian là có thể nói là hai tuần qua khi mà giá cả tiếp tục tăng trưởng, thì cái mà thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là chúng ta vẫn chưa thấy có một cái đợt điều chỉnh nào ở trong cái đợt tăng trưởng này, tại vì các bạn thấy được là cứ tăng cứ tăng liên tục từ cái mức là 29.500, thì hầu như là tăng không ngừng nghỉ và ngày hôm nay đó cái ngọn nến này chúng ta có coi như là một cái đợt điều chỉnh hay là không thì các bạn thấy được còn đến này đó là tổng cộng là đi xuống từ cái mức cao tới mức thấp của ngày hôm nay đó thì là 18,6% 19% đi thì điều chỉnh 19% cũng là một cái phần trăm điều chỉnh coi như là chúng ta có thể chấp nhận đây là một cái đợt điều chỉnh của Bitcoin tại vì trong cái thời gian tăng trưởng trong vòng một tháng rưỡi qua chúng ta chưa có một đợt điều chỉnh nào hết đây là điều mà chúng ta đã chờ đợi rồi thì cuối cùng đợt điều chỉnh này cũng đã đến thì có rất là nhiều bạn đã comment ở bên dưới thường hay nói là chờ Bitcoin điều chỉnh để có thể là mua thêm bây giờ thì các bạn đã chờ được ngày đó nhưng mà bây giờ các bạn có mua hay không hay là có nhiều bạn lại lo sợ khi mà giá cả đi xuống như vậy cũng như là người ta nói khi mà giá xuống không mua thì khi mà giá lên lấy đâu mà bán hay là một cách nói khác nữa là ai cũng muốn lên thiên đàng nhưng mà không ai muốn chết cả thì chúng ta thấy là cái những ngày như thế này đó thì nhắc nhở chúng ta hai điều Đầu tiên hết á, chính là cái sự quan trọng của chốt lời, cho nên thường hay nhắc nhở các bạn, à, mỗi lần nhắc nhở đó thì nhiều bạn lại có sự lo lắng là không phải là thường nghĩ là giá đi xuống hay không, không có liên quan gì hết, các bạn thấy được là chốt lời giá đi lên các bạn vẫn có thể tiếp tục chốt lời, chứ không phải là mỗi lần thường nhắc nhở đến chốt lời là thường nghĩ là giá cả sẽ đi xuống, chốt lời là một trong những cái chiến lược mà các bạn cần phải có trong cái lĩnh vực đầu tư. Tại vì đầu tư thì đương nhiên là các bạn phải có mục đích chứ không phải đầu tư chỉ để đầu tư. Cho nên á, khi các bạn chúc lời đó không phải là các bạn là paper hand hay là các bạn nghĩ là chúc lời là không phải là diamond hand hay là các bạn không phải là một người ho đồ chính hiệu. Diamond hand và ho đồ không phải là không chúc lời. Diamond hand và ho đồ đó như thường đã chia sẻ trước đây đó chính là khi mà mọi người bán tháo các bạn không bán tháo. Diamond hand và ho đồ có nghĩa là các bạn có cái chiến lược khi nào mua khi nào bán mà các bạn không có bị ảnh hưởng bởi những cái sự kiện đang xảy ra ở trên thị trường các bạn không bị lôi cuốn bởi những cái sự FOMO hay là những cái đợt lo sợ đó mà các bạn có chiến lược riêng cho mình đó mới gọi là diamond hand và HODL Và thứ nhì đó chính là cái sự quan trọng của có sẵn tư mặt trong những cái thời điểm như thế này Nhiều bạn hỏi Thuận là ngày hôm nay đó thường có mua thêm hay không Thì cô trả lời là có Ngày hôm nay đó thường đã mua thêm một số lượng crypto Và cái số lượng này là cái số lượng uh, riêng Không có phải là cái số lượng mà Thuận trung bình giá thường xuyên Đây là cái số lượng riêng Và sau khi mà chúng ta thấy được là có một cái ngọn nến đỏ ngày hôm nay Thì thường cảm thấy là đây là thời điểm tốt để thường có thể là mua thêm một phần crypto Đương nhiên đây không có phải là các bạn nghĩ là giá cả sẽ tăng từ đây mà theo thuận mà mua tại vì thuận sẽ có sự chuẩn bị tại vì thuận không nào biết được là ngày mai giá có tiếp tục đi xuống hay là không thuận chỉ có thể là chuẩn bị để có thể là tiếp tục mua thêm nếu như mà giá đi xuống mà thôi nhưng mà thuận nghĩ là đây cũng là mức mà thuận có thể là bắt đầu để mà mua thêm một số lượng crypto với cái số lượng tiền lớn hơn khác với cái số lượng mà thuận mua trung bình giá và nếu như mà giá có cái sự đi xuống thì có cơ hội để mua cái mức giá thấp hơn thì đương nhiên thường sẽ làm điều đó các bạn hôm nay có mua thêm hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới thì nói chung đó, các bạn thấy là ngày hôm nay đó uh, Bitcoin xuống thì đương nhiên là chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng đó chính là ở trên thị trường nó phần lớn các đồng uh, đều đi xuống theo uh, Bitcoin thì chúng ta nhìn vào con gold đi thì các bạn đưa là con gold cho chúng ta uh, thấy được là Bitcoin nó hôm nay xuống tổng cộng là 10,9% thì Ethereum xuống phần trăm tương tự 11%, Cardano cũng vậy. 11%, BNB thì xuống 15,9%, XRP thì xuống 18%, chúng ta có Dogecoin cũng xuống 15%, Polkadot thì xuống 18,9%, Chainlink xuống 17%, rất là nhiều đồng xuống cái phần trăm cao hơn là Bitcoin. Nhưng mà chúng ta vẫn có những đồng mà tăng trưởng ngày hôm nay như là các bạn thấy được là Solana thì vẫn có cái sự tăng trưởng màu xanh ngày hôm nay là trăm và chúng ta có đồng Nia ngày hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng. Tôi biết là có khá nhiều bạn lưu trữ đồng Nia Tại vì thường thường hay nhìn thấy nhiều cái comment liên quan tới Đồng Nia Nhưng mà chúng ta nhìn vào Ethereum đi Để Hùng refresh channel lại thì tình hình của Ethereum như thế nào Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới bao nhiêu Ether nạp vào và rút ra Thì các bạn thấy được là tình hình á, ngày hôm nay chúng ta thấy được là có Một thời gian chúng ta thấy là có số lượng Ether đẩy lên trên sàn Nhưng mà sau đó cái số lượng này đã hầu như đã bị rút trở ra, để Hùng zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn như là các bạn thấy được là những thời điểm này mỗi một cái thanh này là một tiếng đồng hồ thì các bạn thấy được là có thời điểm chúng ta có 38,5 ngàn ether nạp vào nhưng mà sau đó chúng ta lại có hai tiếng kế tiếp là có 34,2 và 9.400 ether thì cái số lượng mà rút ra trong hai tiếng kế tiếp đó đã nhiều hơn là cái số lượng ether nạp vào cũng như là sau đó chúng ta có một cái thời gian là có 23.000 ether nạp lên trên sàn nhưng mà hai tiếng sau đó thì chúng ta có 14.000 và 18.000 rút chơi ra cho nên tình hình của tây thì cũng tương tự như là bitcoin chúng ta thì được là tình hình bây giờ không những là chúng ta thấy là giá cả đi xuống mạnh ngày hôm nay đó chúng ta không những là thấy hiện tượng là y tờ bitcoin nạp lên mà ngược lại chúng ta lại thấy hiện tượng thu mua và lấy ra khỏi sàn một số những tài liệu khác nữa liên quan đến Orcoin thì Cardano đã chính thức tuyên bố đó là ngày 12 Tây sẽ là ngày mà có cái Harford fork Alonzo nghĩa là sẽ có smart contract ở trên mạng lưới của Cardano không có trì hoãn là ngày 12 tây, chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa thôi ngày đó sẽ đến. Và liên quan tới Solana đó, thì hôm nay chúng ta có một thông tin cũng liên quan nhưng mà chúng ta thấy là thông tin này là liên quan đến sàn FTX thì một trong những đơn vị mà đứng sau lưng đồng Solana đó chính là CEO của sàn FTX như là Sam bankman Free. thì Sam bankman Free đó đã đưa ra một cái thông báo đã bây giờ ở trên sàn FTX các bạn có thể là tạo NFT và bán NFT ở trên sàn FTX trực tiếp. Đương nhiên đây là cái sự cạnh tranh với là những cái nơi mà buôn bán NFT như là OpenSea. Thì cái lợi thế đó các bạn được là Binance bây giờ cũng có, OKX thì cũng có. Thì cái lợi thế của những cái sàn này đó là các bạn thì các bạn có thể tạo NFT, sau đó các bạn có thể là bán trực tiếp ở trên sàn này mà không cần phải đem qua một đơn vị thứ ba như là OpenSea. Thì bây giờ sàn FTX đã có cái công dụng là cho các bạn tạo và bán NFT cho cả sàn FTX cho quốc tế và sàn FTX US cho người của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái phí thì khá là cao các bạn hiểu cái phí đó là 5% cho người mua và 5% cho người bán, nghĩa là cái phí lên tới 10%. Thì cái phí bây giờ là rất là cao. Cho sàn FTX nếu các bạn muốn tạo và bán NFT, nhưng mà đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn. Và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Telegram Channel, Facebook và Twitter. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái bonus như là các bạn có thể tham gia vào sàn Bybit hay là sàn Moon XPT sau đó các bạn có thể là tìm hiểu rút tín hiệu trên miễn phí bằng cách là bấm vào cái link màu vàng ở trên màn hình và các bạn có thể thấy được là những cái bonus đang có hiện bây giờ cũng như là những bonus những sàn như là sàn Ascendex hay là sàn Fear Hub. Và những người nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase để các bạn có thể tìm hiểu những cái altcoin trên những cái sàn này và những ứng dụng như là ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending có lại cũng như là Crypto Một lần nữa, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.